Miyuki là do tôi khai thác về. Cậu lại đi giới thiệu cho bên văn phòng Hoàng Mai. Nếu ở vị trí của tôi thì cậu nghĩ sao? Là họ muốn như thế, tôi đâu có ép được. Mà hơn nữa, mảng mà họ đang cần tư vấn không phải là thế mạnh của chúng ta. Nhưng không có nghĩa là cậu đi giới thiệu cho công ty khác. Bên đó họ trả tiền hoa hồng cho cậu được bao nhiêu? Có đủ mua danh dự và lòng tự trọng của cậu không? Đấy là em chỉ đang giúp đỡ họ khi mà họ... Tại sao giám đốc Hoàng Mai chuyển tiền cho cậu? Chắc không phải vì cậu đẹp trai đâu hả? Lý do là gì? Nói thẳng ra là bây giờ văn phòng cắt giảm nhân sự, luật sư phải làm nhiều đầu việc hơn, trong khi đấy lương thì lại không tăng. Chúng em cần phải tồn tại chứ. Không chịu khó mà xoay các cửa, ráo mồ hôi tí là hết tiền. Cậu luôn đòi hỏi quyền lợi, nhưng đã bao giờ cậu hỏi bản thân mình hết lòng vì công việc chưa? Giá trị tiền lương đi đôi với hiệu quả công việc. Một mức lương bèo bọt, không thể đòi hỏi quá cao ở người khác. Bèo bọt hay do cậu đòi hỏi quá cao so với năng lực của mình? Mà cho dù đồng lương nó có là bao nhiêu, thì khi cậu chấp nhận nó, cậu phải có trách nhiệm. Tầm này còn đứng đấy mà nói triết lý suông với nhau làm gì nữa anh? Em xin nghỉ. Đúng là nuôi ong tay áo. À, và chị tốt bụng nha. Chúc chị ở lại bình an nhé. Mà này, tôi khuyên thật, bạn tốt của chị cũng chẳng phải tốt đẹp gì đâu, cũng lắt léo, lắm mưu nhiều kế, rồi sẽ đến lúc chị được hưởng thôi. À, chị có nhớ vụ bắt cóc bố con cô Huyền không? Anh ta sẵn sàng mang chị ra làm mồi nhử để đạt được mục đích của mình. Như thế thì chẳng có gì được gọi là chân tình đâu. Sao? Không tin à? Chị cứ chất vấn anh ta đi, rồi sẽ biết. Cẩn thận sốc đấy. Ta đã yêu cầu Cảnh theo sát bố Huyền, nhưng cậu ta quá chậm. Việc Cường bắt cóc bố con Huyền là nằm ngoài tính toán của tớ. Cậu đã không báo công an khi biết sự việc xảy ra. Bố Huyền thế nào? Ông ta biến mất. Sao lại biến mất? Hôm qua có hai người đàn ông đến gặp, sau đó thì không thấy ông ta đâu nữa. Phương vừa mới báo, Huyền cũng bị đưa đi rồi. Chúng ta phải báo ngay cho công an vào cuộc. Từ từ, chờ Phương gửi vị trí, có bằng chứng rõ ràng Cường là chủ mưu của bắt cóc, chúng ta sẽ gọi. Anh để chị ấy một mình theo cô Huyền, liệu có an toàn không? Tôi sẽ lo vụ này, nhớ giữ liên lạc. Vâng. Tớ nghĩ rằng mình sẽ có bằng chứng quan trọng để thắng vụ đó. Không ngờ bọn chúng manh động, vi phạm pháp luật đến mức như vậy. Nhưng sau khi biết cậu cũng bị bọn chúng bắt, tớ đã lập tức gọi công an. Nghĩ lại việc đó, nếu như cậu có chuyện gì, tớ sẽ rất ân hận và không bao giờ tha thứ cho mình. Tớ đã hiểu được lý do vì sao mà cậu làm như vậy. Thế nhưng cậu đâu cần phải giấu tớ chuyện đó. Vị có phải là lý do khiến cậu bảo tớ đừng nhận vụ của Ly không? Vị sẽ gây khó dễ cho cậu, thậm chí là trả thù vụ trước. Thêm nữa... Còn gì nữa? Vị biết là tớ có tình cảm với cậu, cho nên sẽ xoáy vào đó để gây khó khăn cho cậu.